Xin chào hết các bạn yêu cờ. Trong video này, SC giới thiệu với các bạn hai trận đấu giúp cấp liên tái 2022-2023 giai đoạn 2. Trận đấu thứ nhất giữa hai kỳ thủ Vương Thiên Nhất và Triệu Hâm Hâm. Trận đấu thứ hai giữa hai kỳ thủ Tôn Hân Hạo và Vương Dược Phi. Trong khuôn khổ vòng bán kết giữa hai đội Chiết Giang và Hàng Châu. Mời các bạn xem cờ vui vẻ. Trong trận cờ chớp này, Triệu Hâm Hâm của Chiếc Giang cầm quân đỏ đi tiên và Vương Thiên Nhất của Hàng Châu cầm quân đen đi hậu. Hiện thì đội Chiết Giang và đội Hàng Châu đã hòa nhau bốn đều. Cả hai đội đều bước vào đấu bốn trận cờ chấp. Và đây là một trong bốn trận cờ đó mà các bạn cùng xem. 吃。 Đến đây thì hai kỳ thủ Triệu Hâm Hâm và Vương Thiên Nhất bắt tay nhau hòa. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai cờ chớp diễn ra giữa tôn hân hào của đội chiếc trang cầm quân đỏ đi tiên và vương dực phi của hàng châu cầm quân đen đi hậu ん 슛! đến đây mất quân. tội tự hào của Chiết Giang đã buông cờ nhận thua. Thắng trận này Vương Dược Phi đem về cho đội Hàng Châu 2 điểm và Lục Vĩ Thao cũng đã giành chiến thắng Thụy đem về 2 điểm tiếp cho Hàng Châu. Thì uh, Hâm thì Hòa, triều Điền Vũ với triều uh, Triệu Điền Vũ Hoàng Trúc Phong. Vậy là tổng số cuối cùng là Hàng Châu đã thắng 8-4 và Hàng Châu được vào trận chung kết chúc mừng cho đội hàng châu của vương thứ nhất trận cờ đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong những video sau